Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách lắp đặt, cài đặt và sử dụng máy in HB đa năng HB Laser Z M1132 MFP. Quay tối sáng cũng có 2 MFP. Máy này có chức năng là in, copy, scan, 3 chức năng. Đầu tiên là các bạn phải làm động tác đó là cắm điện, cáp nguồn và cáp USB. Cái này khi bán máy là bên mình có kèm theo một sợi cáp nguồn và một sợi cáp USB. Bật nguồn máy in, chờ máy khởi động. Cái này khay giấy, các bạn mở nắp khay giấy ra, kéo cái cần này ra, bỏ giấy vào. Máy này có thể in được giấy A4, A5 và A6. Giấy A4 là các bạn bỏ như vậy và đẩy sát vào bên trong. Giấy A5 thì các bạn để chiều đứng và cũng thu nhỏ cái khay này lại thôi, và để giấy sát vào trong thôi. Nói chung là đối với dòng này thì tương đối đơn giản trong cách sử dụng. Chỉnh hai cái ke hai bên này cho nó sát, hai ke hai bên cho nó sát vào nề giấy để đường giấy đi nó thẳng. Rồi, máy khởi động xong thì nó sẽ hiển thị như vậy, báo đèn xanh, rồi không báo lỗi là máy đã khởi động. Ok, vấn đề tiếp theo là cài đặt driver cho máy tính. Mình đang xài Windows 7 32 bit. Thực ra thì các bạn xài Win 10 thì cách cài đặt cũng giống nhau thôi. Các bạn mở My Computer lên. Các bạn để ý này, khi mà chưa gắn máy in vô á, thì chỗ này nó không xuất hiện ra một cái ổ đĩa. Bây giờ mình gắn cáp USB vô này. Gắn cáp USB vô này. Đó. Máy tính tự động nó hiện thêm một cái ổ đĩa CD có chữ HB. Cái ổ đĩa này nó chứa driver. Các bạn nick thẳng vô để cài. Bạn nào mà gắn vô ấy, mà nó không có cái ổ đĩa này ấy, là Windows các bạn đang bị lỗi. Còn đúng ra gắn vô bình thường là phải cải thiện ổ đĩa này. Win 10 hay Win 7 đều như nhau hết. Rồi các bạn in, chọn check vào cái trên này, chọn in tồn. Chú ý nha các bạn, cái ổ đĩa này ấy, là khi gắn vô là tự động nó có, khi các bạn cài xong là tự động nó mất. Máy nào khi gắn vô mà hiện ổ đĩa này lên là chứng tỏ máy đó chưa được cài driver. Cái điện thoại quay nó không được rõ lắm, các bạn thông cảm nhé. Quá trình cài đặt nó khả năng nó sẽ mất khoảng cỡ tầm 2 phút. Còn bạn nào mà cài lâu hơn thì khả năng máy tính của bạn có vấn đề. Nói chung là ráng chờ xíu, nó không bao lỗi là được. À, với một cái nữa, các bạn khi gắn vô ấy, mà không thấy nó báo, không thấy nó nhận dấu hiệu, có dấu hiệu nhận cáp gì hết á, và cái ổ đĩa đây nó không hiện lên á, thì các bạn phải để ý cái sợi cáp USB nhé. Đôi khi cái sợi cáp kết nối giữa máy tính và máy in, sợi cáp nó bị lỗi, bị hư thì nó cũng không hiện lên gì đâu. Đây là việc đầu tiên, đôi khi các bạn phải kiểm tra lại sợi cáp đó trước tiên. Nó hiện cái này lên kệ nữa. Rồi xong.
nó kêu đăng ký thì bỏ đi. Rồi cả cái tool bar rồi bỏ đi. Rồi finish. Rồi. Cài xong là tự động nó in ra một cái bản in test. Nó cài nó tự động in ra cái bản in test. Rồi. Vậy là các bạn cài thành công rồi đấy. À, mình in thử một bản buộc gì đó ha. Đây, mình in thử cái bản buộc này đi. Rồi, mình in thử cái này. Rồi, chọn máy in. 1 và 2. Đó là cách in. Còn copy, đối với dòng này copy thì các bạn rất đơn giản, các bạn chỉ cần úp cái bản cần copy vào cái mặt kính này, cái mặt cần copy cho quay xuống, đặt sát cái góc này, đó, rồi úp cái góc này xuống. Ở trên đây nó có mấy cái phím điều khiển, đèn đang sáng ở mấy cái biểu tượng trang giấy này, có nghĩa là nó thể hiện cái bản copy là một bản. Các bạn ấn cái này, nó nhảy xuống đây, cái này là chỉnh sáng tối, tăng giảm sáng tối. Rồi các bạn ấn xuống đây là phóng to thu nhỏ, nên là phóng to thu nhỏ cái bản copy của mình á. Nhưng thông thường thì nó để ở chế độ mặc định. Mình ấn nút cancel để trở lại chế độ mặc định. Thì tất cả cái máy này bán ra, bên mình bán ra là đảm bảo là đã được chỉnh, căn chỉnh mỗi cái là chuẩn, đúng chuẩn của hãng sản xuất rồi. Nên các bạn không cần phải chỉnh cái gì hết cả. Các bạn chỉ cần có thể tăng giảm cái số bản copy thôi. Còn không thì việc chỉ ấn nút Start. Copy một bản, ấn nút Start thôi là xong. Nhìn chung dòng này rất đơn giản trong cách sử dụng. Không có rườm rà như mấy dòng khác, phải chọn số rồi chỉnh tùm lum mọi cái. Các bạn chỉ cần úp cái bản copy rồi và ấn nút Start. Đó. Đây là bản copy ra. Cái dòng máy nhỏ sử dụng cho văn phòng và gia đình, dùng cho ít người. Nên là các bạn không nên in nhiều, chỉ dùng in ít trong gia đình này, hoặc công ty in ít thôi. Rồi, cái thứ hai đó là copy rồi đúng không? Rồi tới scan. Khi các bạn cài rô á, cài phần mềm xong á, là nó sẽ có một cái phần mềm scan. Các bạn vào cái phần đồ đăng file này, HB này, HB1130 này. Nó là 1132, nhưng mà khi các bạn cài driver xong thì nó hiển thị là 1130, các bạn đừng có ấy gì nhé, đừng có hiểu lầm là nó đó. Có nhiều bạn cứ tìm 1132 là tìm hoài không ra đâu. Mình đưa ra ngoài desktop này cho nó dễ sử dụng này. Để scan các bạn click vô này. Rồi các bạn chọn scan luôn. Nó kêu các bạn là new ở đâu thì mình chọn new desktop đi. Mình đặt tên file là 12 đi. Mình chọn là file là PDF, nó sẽ tạo ra file PDF. Rồi lưu lại. Bước này nó chọn, ok mình chọn máy scan, mình chọn cái HP1130 của mình. Rồi bắt đầu quá trình scan. Dòng là dòng máy nhỏ nên tốc độ scan nó cũng hơi chậm, nên là các bạn chịu khó chờ. Chứ nó không được nhanh như những dòng máy lớn khác. Cái chế độ này chỉ là chế độ nó review trước này, nó đang review trước cho mình coi thôi. Đó. Các bạn có thể kéo phóng to thu nhỏ hoặc là lấy cái phân vùng của mình tùy ý. Rồi xong mình ấn vào chữ offset này, ACC này. Rồi bây giờ mới là quá trình nó scan thật này. Cái phần mềm này nó có chức năng nó scan nối thành nhiều trang thành một file cho mình luôn. Ví dụ các bạn scan trang này xong thì bạn úp trang khác vào bạn scan tiếp, nó ra một file cho bạn. Đây này, đến bước này nó hỏi mình này, nhìn chung nó hỏi mình có muốn scan tiếp tục scan nữa không này. Muốn thì chọn Z, còn không chọn No. Mình scan thử trang nữa đi ha. Rồi mình bỏ trang này ra, mình úp cái trang demo
in demo lúc nãy rồi đi. Cái điện thoại của mình quay nó hơi mờ, các bạn thông cảm nhé. Nhìn chung là thao tác thì các bạn nhìn các bạn sẽ biết thôi. Rồi, các bạn chọn Z. Rồi, nó là chạy nạn lúc nãy thôi. Đồng thời trên đây thì cái đèn nó nháy nháy nháy, nó báo hiệu là máy đang hoạt động. Các bạn nick vào chữ accept. Rồi, thôi vậy thôi. Mình chọn no, cái này thử hai trang thôi. Đó, nó xuất tự động, nó mở thư mục chứa file lên. Mình tắt cái này đi, vì desktop cũng có sẵn rồi. Đó, cái file mình mới kêu lúc nãy là 1, 2 này. Mình mở lên coi này. Thu nhỏ lại cái mình hai trang đó. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt, từ cách copy, từ cách ken. Bây giờ mình hướng dẫn luôn cách này xử lý khi có giấy kẹt. Khi có giấy kẹt ấy, thì đối với dòng này chỉ có một chỗ duy nhất để mở thôi. Đó là các bạn mở nắp này lên, tay cầm ở đây, mở nắp này lên. Rồi, tiến tới mở cái nắp này lên nữa. Đây là hộp mực của máy. Các bạn từ từ cầm kéo nó ra. Từ từ nhanh lần nữa kéo nó ra nhé. Rồi, ngó bên trong có giấy kẹt thì lấy ra. Và tiện đây mình cũng chỉ luôn. Cái trục này là cái trục quấn giấy của máy này. Cái trục này nó rất dễ xảy ra cái tình trạng là nó quấn giấy không được, hoặc nó quấn 2-3 lần mới được. Vì thực tế là nó bị do cái cục trục này khi in nó bị dơ. Giấy sạch, giấy bẩn rồi đôi khi in lâu ngày rồi nó bị dơ cái cục trục này. Các bạn chỉ việc lấy cái rẻ vắt thật là khô nước, các bạn lau sạch cái trục này. Nếu lau bình thường nhé, đừng có mà đẩy mạnh quá là tì mạnh nó gãy. Lau sạch sẽ cái trục này rồi lấy xẻ khô lau lại là được. Rồi, các bạn lấy giấy kẹt ra xong thì các bạn lại gắn hộp mực trở lại. Cầm đúng cái chiều này. Từ đưa xuống. Rồi, ấn sát xuống một cái, đừng dùng mạnh quá, lực vừa phải thôi. Đóng nắp xuống. Rồi, các bạn đóng nắp xuống và máy nó khởi động bình thường, nó không báo lỗi gì cả thì như vậy là được. Còn các bạn gắn vô máy nó mà không khởi động, nó báo lỗi thì là các bạn phải gắn lại, vì đôi khi gắn lại hoặc là kiểm tra lại xem giấy kẹt trong máy đôi khi nó vẫn còn trong đó hoặc rách ở trong đó, nó chưa ra hết. Còn khi gắn vô nó khởi động xong, nó báo đèn xanh bình thường như vậy là ok, các bạn đã làm đúng. Khi không xài thì các bạn tắt điện đi, công tắc điện này trước này rất là tiện. Rồi, còn nếu mà lâu ngày mà không xài nữa thì tốt nhất nên đóng nắp này lại cho nó gọn, tránh bụi bẩn vô hoặc cái con gì nó chui vào. Đó, vậy là xong, rất là gọn gàng. Mình đã hướng dẫn các bạn cách lắp đặt, cài đặt sử dụng máy HP 1132 MFP. Các bạn có thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ gì có thể liên hệ với bộ phận kỹ thuật của máy in cũ hcm.com để được hỗ trợ. Xin chào các bạn.